Tháng 3 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng và thực hiện từ năm 2016 cho đến năm 2020. Tuy nhiên, do triển khai thiếu đồng bộ và bị chậm tiến độ khiến hai tuyến đường trên bờ đê bị xuống cấp nghiêm trọng. Trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi mù mịt khiến người dân đi lại vô cùng vất vả. Do thiếu vốn giải phóng mặt bằng và nguồn vốn trung hạn của Trung ương bố trí cho giai đoạn 2012-2020 chậm nên dự án bị cắt 3 hạng mục gồm phần làm đường hai bên bờ sông, điện chiếu sáng cho khu neo đậu tránh trú bão và khu quản lý điều hành neo đậu tránh trú bão. Dự án chỉ thực hiện hạng mục nạo vét luồng tàu và khu neo đậu với tổng chiều dài 1.807 mét. Kè theo khu neo đậu có chiều dài 2.624 mét. Hệ thống neo đậu tàu thuyền, hệ thống báo hiệu và phao báo hiệu đầu luồng. Khi dự án hoàn thành, đảm bảo neo đậu cho trên 300 tàu thuyền và âu tránh trú bão an toàn. Một số cái đoạn cái tuyến mà nó đã bị xuống cấp trầm trọng, tức là cái tuyến mà nó bị xuống cấp nặng thì nhân dân người ta đang kiến nghị, nên là ủy ban dân xã cũng đang còn có cái dự kiến là tuy là nguồn vốn của xã thì hiện nay còn rất là khó khăn, nên chúng tôi cũng đang tìm bằng mọi cách để rồi tìm cái huy động cái nguồn vốn để mà ngân sách xã đầu tư một số cái đoạn là xuống cấp nặng. Được biết, trong quá trình triển khai dự án này, nhiều phương tiện vận tải chở vật liệu của công trình đã cày nát mặt đường trên đê. Bên cạnh đó, dọc sông Lý cũng có mỏ cát nên thường xuyên có những xe tải trọng lớn qua lại khiến con đường thêm xuống cấp. Đến năm 2019 thì bổ rửa không làm hết, đường mà để đường có dân với tôi đi là lộ chỗ thì lỡ, chỗ thì bồi, cát, bụi, nắng thì bụi mà mưa thì trơn đi không đi được. Hiện ban quản lý dự án đang phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Quảng Xương và Ủy ban Nhân dân xã Quảng Thạch kiểm kê đền bù cho 3 ao nuôi thủy sản và các hộ nuôi ngao trong khu đất nạo vét luồng tàu và khu neo đậu. Dự kiến đến ngày 31 tháng 12 mới dừng kỹ thuật dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá cửa sông Lý. Còn về hai tuyến đường trên đê, ban cũng kiến nghị bố trí nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 để làm lại.